Rồi hello bạn ha, mình Thiện đây. Trong video này thì sẽ hướng dẫn các bạn cách tăng sub kênh YouTube một cách nhanh nhất các bạn nha. Rất là an toàn và hiệu quả luôn. Đặc biệt là sẽ không tụt sub khi mà các bạn sử dụng cách này các bạn nha. Và đây hoàn toàn là những cái sub thật, những người thật các bạn nha. Ok, chúng ta bắt đầu nè. Rồi thì cách tăng sub YouTube này các bạn hoàn toàn có thể thực hiện trên điện thoại của mình các bạn nha. Thì bây giờ Thiện sẽ truy cập vào kênh YouTube của Thiện này các bạn. Kênh Lâm Thanh Thiện này. Thiện vào kênh của bạn này. Để Thiện cho bạn xem là hiện nay thì có bao nhiêu sub nha. Đây hiện nay thì bấm vào tùy chỉnh kênh luôn cho nó chắc ăn các bạn nha. Đấy, bấm vào tổng quan này các bạn. Rồi hiện nay kênh YouTube của Thiện là có 3713 sub. Bạn thấy không ạ? 3713 sub số người đăng ký hiện tại. Thì ok, Thiện muốn tăng sub cho cái kênh này lên khoảng 10 sub nha, tức là 3723 sub. Và cái video thì muốn tăng là cái video này quá nha. Cái video là đây các bạn. Cách tạo kênh YouTube kiếm tiền chuẩn SEO các bạn. Bấm vô video này qua nha. Bấm vào số liệu phân tích nè. Đấy. Thì cái video này hiện tại đang có là số người đăng ký là 3, tức là chỉ có 3 người đăng ký thôi từ cái video này. Đấy, thì bây giờ Thiện dùng cái video này để mà Thiện tăng sub cho cái kênh YouTube của Thiện các bạn nha. Đấy. Rồi, bây giờ thì sẽ hướng dẫn các bạn cách thực hiện để giúp các bạn tăng sub cho kênh YouTube của bạn nha. Để giúp kênh YouTube của bạn nhanh chóng đạt được 1.000 lượt subscribe, hay là giúp kênh YouTube của bạn nhanh chóng được nhiều sub hơn các bạn nha. Thì bây giờ thì sẽ vào YouTube để mà Thiện sẽ lấy cái đường link của video mà Thiện cần tăng sub các bạn nha. Bây giờ thì sẽ gõ tìm kiếm ở đây. Cái video lúc nãy đó là video cách tạo kênh YouTube kiếm tiền các bạn nha, kiếm tiền. Rồi Thiện bấm tìm kiếm, rồi Thiện kéo lên, Thiện tìm được cái video Thiện cần tăng sub nha. Đấy, đây là video các bạn. Bây giờ Thiện sẽ lấy đường link của video này, Thiện bấm vào đây, Thiện bấm chia sẻ, Thiện sẽ sao chép đường liên kết. Ok, bây giờ Thiện thoát ứng dụng của YouTube ra nha. Sau đó các bạn sẽ vào cái ứng dụng thứ hai, đó là ứng dụng View Channel. Bạn mở ứng dụng này lên. Thì cái ứng dụng View Channel này sẽ cho phép các bạn trao đổi những người thật các bạn nha. Những người thật ở ngoài đời các bạn sẽ trao đổi view, trao đổi sub với nhau. Bằng cách là các bạn đi kiếm điểm coin các bạn nha. Hiện tại Thiện có 5.542 điểm coin ở góc trên bên phải các bạn nha. Bạn thấy đấy. Thì Thiện hướng dẫn bằng cách kiếm coin các bạn. Bạn bấm vào view. Thì ở đây bạn xem video này với 44 giây thì bạn kiếm được 36 coin. Thì việc bạn kiếm coin này để giúp các bạn là tăng sub cho kênh YouTube của mình các bạn nha. Thì bây giờ Thiện sẽ bấm like để Thiện kiếm coin các bạn nha. Đấy. Các bạn cứ để cho nó tự chạy đi các bạn. Nó sẽ tự chạy hoàn toàn các bạn nha. Đấy, hiện tại nó là 45 46 đang giảm từ từ các bạn. Thì nó giảm tới khi nào mà nó chạy hết cái cây đỏ này ở thanh bên dưới các bạn nha. Đủ số giây thì ngay lập tức chúng ta sẽ nhận được 36 coin. Và số coin này chúng ta sẽ đi tăng sub cho kênh YouTube của chúng ta. Và chúng ta tăng sub hoàn toàn miễn phí các bạn nha. Hoàn toàn miễn phí luôn. Các bạn không cần phải tốn tiền gì cả. Đấy. Các bạn đợi một chút coi cây này chạy xong. Thì Thiện sẽ hướng dẫn bằng cách tiếp theo nha. Cái ứng dụng này các bạn lên CH Play hoặc là App Store các bạn tải về nha. View Channel các bạn nha. Đấy, sau khi tải về bạn cài đặt về là xong. Như vậy mình nhận được 36 coin bạn thấy không các bạn. Đấy thì tương tự như vậy bạn có thể xem thêm nhiều video nữa bạn nha, để bạn kiếm nhiều coin hơn. Hoặc là các bạn bấm vào tab đăng ký nè các bạn. Các bạn thì đăng ký một kênh YouTube nào đó, các bạn bấm vào chủ đăng ký thôi, thì cái ứng dụng View Channel này sẽ tự động chạy nha. Và các bạn sẽ kiếm coin một cách hoàn toàn là miễn phí. Hoặc là các bạn like video của ai đó thì các bạn cũng kiếm được coin các bạn nha. Đấy, thì sau khi mà bạn đã kiếm được nhiều coin đó các bạn bấm vào cái chữ chiến dịch này các bạn. Bấm chữ chiến dịch nha. Để các bạn tăng sub cho kênh YouTube của bạn nha. Bạn bấm dấu cộng nè. Thì đây nó có 3 loại chiến dịch. Loại chiến dịch thứ nhất đó là tăng sub và like cho kênh YouTube của bạn. Loại chiến dịch thứ hai là tăng lượt xem cho video. Loại chiến dịch cuối cùng đó là get like for your video, tức là tăng like cho video của bạn. Đấy. Nếu mà bạn muốn tăng sub thì bạn chọn cái chiến dịch đầu tiên nha, tăng sub và like cho kênh YouTube của bạn nè. Bấm vào đây. Thì đây nó đòi hỏi các bạn phải dán link video vào. Đó là lý do tại sao mà lúc đầu Thiện mở ứng dụng YouTube lên, Thiện lấy link các bạn nha. Sau Thiện đè nè các bạn, Thiện nhắn nè. Rồi sau Thiện dán nè, dán cái đường link
cái video YouTube của mình đấy các bạn. Sau đó các bạn bấm add này. Đấy, thì ngay lập tức nó tạo cái ảnh thumbnail là cái ảnh đại diện cho video của chúng ta. Bạn thấy không? Cách tạo kênh YouTube chuẩn SEO đấy. Thấy đúng cái video của mình rồi. Thì đây bạn chọn cái số lượng đăng ký này. Tối thiểu cái số lượng người đăng ký là 10 người các bạn nha, là 10 sub. Đấy, bạn chọn 10 này. Rồi cái lượt thích là 10 nè, lượt xem là 10 nè. Và thời gian yêu cầu, tức là cái người dùng đó họ xem bao lâu thì họ sẽ bấm sub kênh của bạn, họ sẽ bấm like video của bạn. Ở đây thiện khuyên các bạn là nên chọn lâu lâu một chút các bạn nha. Thiện khuyên các bạn là các bạn nên kéo đến khoảng 5 phút các bạn nha. 5 lần 6 300, tức là khoảng hơn 300 giây. Đấy, thông thường là thiện sẽ tăng chiến dịch là 330 giây để cho chắc ăn các bạn nha. Thì bạn chọn cái thời gian yêu cầu xong nè, bạn bấm lựa chọn. Đấy, thì bây giờ bạn xem ở cái ô đỏ đỏ nè, tổng chi phí là 5.300 con. Đấy, thì trong trường hợp này chúng ta chỉ có 5.225 con thôi, chúng ta không có đủ điểm con để chúng ta chạy chiến dịch này. Thì bây giờ thiện sẽ bấm vào thời gian này thì sẽ giảm nó xuống còn 300 thôi, 300 giây các bạn nha. Bấm lựa chọn thì bây giờ tổng chi phí nó chỉ có 5.000 con thôi. Ok, đủ số con chúng ta đã yêu cầu rồi, chúng ta bấm hoàn thành. Rồi chúng ta bấm đồng ý nha. Bây giờ số con chúng ta đã bị trừ chỉ còn lại là 235 con, bạn thấy không? Và cái chiến dịch này đang chạy là 0 trên 10 sub các bạn nha, 0 trên 10 sub. Và cái ứng dụng View Channel này tăng sub rất là nhanh các bạn nha. Thì một chút nữa thiện sẽ quay lại, thiện sẽ báo cáo kết quả cho bạn xem nhé. Trong thời gian chờ đợi cái chiến dịch tăng sub cho kênh YouTube này nó chạy xong á, thì thiện sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt và cách đăng nhập vào cái ứng dụng này nha. Nếu như bạn sử dụng hệ điều hành Android á, thì bạn sẽ vào CH Play nha. Còn nếu như bạn sử dụng hệ điều hành là iOS á, thì bạn vào App Store. Đấy, bạn vào CH Play các bạn. Đây, CH Play. Rồi sau đó các bạn sẽ tải cái ứng dụng này về thôi. Tải ứng dụng là View Channel, bạn tìm kiếm ở trên ứng dụng của CH Play là View Channel nha. Đấy, như trên màn hình bạn thấy đấy. Đây các bạn, View Channel Sub for Sub. Đấy, bạn chọn đúng cái biểu tượng này nha. Nó có biểu tượng là Like nè, biểu tượng là Video nè, biểu tượng là nút Play đó các bạn. Rồi, lý do là Thiện đã cài rồi, cho nên đây nó bấm mở. Thì khi bạn cài xong các bạn, Thiện lưu ý cho các bạn nha, là các bạn sẽ đăng nhập tài khoản Google của mình vào. Nhưng mà cái tài khoản Google đó là tài khoản Google mà bạn tạo ra, tài khoản Google để bạn tương tác, để bạn đi tăng cái sub cho kênh YouTube chính của bạn thôi nha. Cho tài khoản Google chính của bạn đang quản trị cái kênh YouTube chính của bạn thôi. Chứ bạn không lấy cái tài khoản Google chính mà đang quản trị kênh YouTube chính bạn đi tương tác nha. Mà bạn sẽ lấy cái tài khoản Google phụ và sau đó bạn sẽ đi tương tác trên cái kênh YouTube phụ luôn. Rồi sau đó bạn có điểm con rồi thì bạn sẽ đi đẩy sub, bạn đi tăng sub cho kênh YouTube chính của mình nha. Đó là cái lưu ý hết sức là quan trọng mà Thiện muốn các bạn nắm được các bạn nha. Đấy, thì sau 10 phút gì đấy, Thiện kiểm tra lại cái chiến dịch tăng sub cho kênh YouTube của chúng ta. Hiện tại này các bạn, bấm mở lên xem các bạn nha. Đấy, hiện tại là 19 người trên 10 người đăng ký các bạn. Rồi đây các bạn nha, thì bây giờ mình kiểm tra trên kênh YouTube Lâm Thanh Thiện này các bạn. Kết quả số liệu phân tích về kênh các bạn. Hiện tại là 3.733 người đăng ký các bạn nha. Hồi nãy là 3.713 người, tức là chúng ta tăng lên là 20 người đăng ký các bạn nha. Chúng ta kiểm lại cái video mà cách tạo kênh YouTube các bạn. Kéo xuống tìm đến video cách tạo kênh YouTube nha. Đây, chúng ta mở lên các bạn. Chúng ta bấm cái phần là số liệu phân tích để chúng ta xem số người đăng ký nha. Bạn thấy các bạn, số người đăng ký từ video này là cộng 10 nè, bạn thấy không? Ok, thì như vậy là Thiện đã hướng dẫn cho các bạn xong cách để giúp các bạn là tăng sub cho kênh YouTube của mình một cách nhanh chóng và an toàn, hiệu quả các bạn nha. Thì nếu như bạn làm đúng với những gì mà Thiện hướng dẫn trong video này á, bạn chịu khó cài á, thì một ngày như vậy các bạn có thể kiếm được từ vài chục sub cho đến khoảng 100 sub cho kênh YouTube của mình các bạn nha. Được như vậy thì sẽ giúp kênh YouTube của bạn nhanh chóng đạt được 1.000 lượt subscribe các bạn nha. Ngoài ra thì nếu như kênh YouTube của bạn đã vượt qua được 1.000 lượt subscribe rồi thì cách này cũng giúp cho kênh YouTube của bạn tăng được nhiều lượt sub hơn. Thì nếu như cái chủ đề đó là tăng sub cho kênh YouTube này bạn quan tâm á, bạn hãy để lại bình luận bên dưới video nha. Thì sắp tới thì sẽ ra những video giúp các bạn tăng sub nhanh chóng cho kênh YouTube của mình các bạn nha. Thì nếu như mà Thiện thấy cái chủ đề này được nhiều bạn quan tâm á, thì sắp tới Thiện sẽ ra nhiều video hơn về chủ đề đó là hướng dẫn cách tăng sub cho kênh YouTube một cách tự nhiên, nhanh chóng và không bị tụt sub các bạn nha. Thì nếu như bạn thấy video này hay á, bạn hãy cho Thiện một like để ủng hộ Thiện nha. Và đừng quên đăng ký kênh YouTube Lâm Thanh Thiện để xem được các video mới nhất từ Thiện các bạn nha. Bye bye các bạn.